Với cái cầm cửa tiền loanh quanh khoảng tầm trên dưới 100 thì thực sự là những cái mẫu xe cũ là sự lựa chọn số 1 cho các bác có điều kiện kinh tế gọi là vừa phải. Vâng, chỉ ngang bằng một chiếc xe máy thôi nhưng mà các bác đã có một chiếc xe tránh mưa tránh nắng các bác ạ. Và thực sự là thị trường xe cũ bây giờ cũng là một cái thị trường rất là sôi động luôn. Mình mua một chiếc xe cũ đi lại vừa an toàn vừa yên tâm mà tránh mưa tránh nắng, đặc biệt là đi xe ô tô thì bao giờ nó cũng chắc chắn và nó tốt hơn rất là nhiều so với những chiếc xe máy, an toàn hơn rất là nhiều các bác nhá. Vâng, và bên em Vũ Duy Ô Tô thì có rất nhiều các cái dòng xe để dành cho mọi nhà. Ví dụ như hôm nay thì em mang đến cho các bác một chiếc xe đến từ thương hiệu của Ford Mỹ. Một chiếc xe Mỹ thì chắc chắn là Mỹ thì bền bỉ rồi, nên là đây là một chiếc xe của hạng sang luôn, một chiếc Ford Mondeo các bác ạ. Một chiếc xe mà có đầy đủ túi khí an toàn và cả việc cảnh báo không đeo dây an toàn nó còn báo liên tục cơ này. Em này thì chạy hơi nhiều một chút là được 21,8 vạn, gọi là 22 vạn đi. Nhưng mà vô lăng củ số của xe hay là kể cả cái phần da khâu nguyên bản của xe này nó vẫn còn nguyên đấy các bác nhá. Đấy, da khâu nguyên bản là vẫn còn nguyên luôn. Và chiếc xe này thì cũng được bác chủ bác ấy giữ gìn đi lại rất là cẩn thận này. Đấy, mặt táp lô xe thì đẹp. Và chiếc xe này là một chiếc xe với động cơ ngang bằng những chiếc Camry thôi, nên là mức tiêu thụ nhiên liệu của những chiếc xe này rơi vào tầm khoảng 9-10 lít trên 100 cây. Tại sao mà những cái dòng này thì nó lại tiêu tốn nhiên liệu như vậy? Vì thưa với các bác rằng là những cái dòng xe này đều là những dạng dòng xe mà phân khúc hạng D, là những cái phân khúc mà dành cho những chiếc xe cao cấp. Thế nên là ví dụ đây này, các bác bảo xe có màn hình đồng hồ hiển thị rất là xịn luôn nhá. Rồi điều hòa auto và có màn hình, những cái màn hình này thì gần như là bây giờ không dùng nữa rồi. Thì có thể là thay một cái màn Android vào đây. Đấy, còn rất nhiều các cái chức năng. Đấy, ví dụ như là mở cốp tự động hay là để chai nước. Nhưng mà đặc biệt đây là một chiếc xe số tự động, như những chiếc xe tay ga á, chứ không phải là xe số sàn đâu các bác nhá. Và lái của những chiếc xe này thì rất là chắc chắn. Đấy, giờ cầm lái rất là chắc chắn, gạt mưa, gạt kính, các thứ thì đầy đủ, chả thiếu cái gì. Vâng, và em này lại còn có cả cửa sổ trời cơ, rất là hiện đại luôn. Nói chung là các cái chức năng thì đúng là không chê đâu được. Còn về độ hiện đại thì khỏi bàn, xe thì còn ngon. Và em này lại còn có ghế điện nữa cơ. Ghế điện như em vừa mới ngồi này, ghế là ghế chỉnh điện nhá. Và ghế của chiếc xe là ghế có nhớ. Đấy, ghế điện. Da là da zin, nhưng mà theo năm tháng rồi nên là da nó hơi cũ rồi, các bác thông cảm nhá. Vâng, đến nay chiếc xe đã gần được 20 năm tuổi rồi, nhưng mà chất xe thì vẫn còn cứng. Hồi xưa để mua được một chiếc xe như thế này á, thì bác chủ cũ là bác ấy phải bỏ ra một cái số tiền rơi vào tầm khoảng 700-800, tương đương cái tiền bây giờ nó phải tầm ngót nghét 2-3 tỷ và theo thời điểm mất giá bây giờ. Thế nhưng mà bây giờ thì các bác chỉ sở hữu chiếc xe này như là đây là một chiếc xe đời 2005, một chiếc Ford Mondeo nhá. Thì các bác chỉ cần bỏ ra một cái số tiền là rơi vào tầm khoảng như con này là 109 triệu đồng là các bác đã sở hữu ngay được một chiếc xe biển Quảng Ninh 14A06687. Em này thì rất là ngon và được bảo dưỡng định kỳ tại hãng của Quảng Ninh Ford. Xe thì còn chất cứng luôn và cam kết đảm bảo cho các bác là không có đâm đụng, tai nạn, ngập nước. Màu sơn đen, đấy, một mẫu sedan phân khúc hạng D rất là đẹp, với vành la răng đúc, đấy, nhiều chấu nhá, con này là 9 chấu, phanh đĩa trên cả 4 bánh và có đầy đủ ABS an toàn. Nội thất bên trong xe thì ghế da nó đã theo thời gian 5 tháng rồi, các bác thích ghế zin thì đấy, nó còn nguyên. Thế còn đâu là các bác mà như bình thường thì các bác về có thể là làm thêm một bộ áo ghế mới, nó tầm khoảng hơn 2 triệu một chút thôi, là các bác đã sở hữu ngay được chiếc xe ngon này rồi. Em này thì được cái là số tự động nên là chạy rất là sướng nhá, ổn định. Máy ngon, gầm chắc chắn và động cơ máy của chiếc xe là động cơ V6, nên là động cơ nó rất là bền bỉ và ăn xăng tiết kiệm luôn. Đấy, form đằng trước cũng như đằng sau của xe thì còn cứng và xe thì cam kết đảm bảo cho bác là không có lỗi đâm đụng ngập nước. Đấy, pháp lý đầy đủ, giấy tờ hồ sơ chuẩn chỉ và tên tư nhân. Đấy, tôn vỏ xe thì tương đối là cứng này. Đấy, và tôn cabo mỏng, xe là cam kết đảm bảo là không có đâm đụng nhá. Mặt ca lăng của xe là form mới rồi, nên là nhìn nó không bị lỗi mốt theo thời gian. Và với những cái chiếc xe như thế này thì các bác mua về là gọi là tránh mưa tránh nắng thì rất là hợp lý luôn. Đấy, chất xe thì cứng và sử dụng la răng đúc rất là xịn sò. Dàn lốp thì tầm khoảng 60% lốp 2055 la răng 16 các bác nhá, 60%. Cua lốp là không có mục mọt. Vâng, và em này thì đảm bảo cho các bác là gầm bệ là không có han mục một tí nào. Đây, cho các bác xem gầm.
2005, nhưng mà chất xe thì vẫn còn rất là cứng và mới luôn. Đây các bác nhìn này. Đấy, gầm của xe còn rất là đẹp nha, còn nét luôn. Đấy, không hề có lỗi lầm. Còn em này thì có cả cửa sổ trời nên là rất là hiện đại luôn. Một mẫu xe mà có đến 3 cái màn hình, nhưng mà hai màn hình này thì bây giờ là không dùng nữa rồi. Không gian phía đằng sau của xe thì tương đối là rộng. Đây các bác nhìn này. Ngồi bên trong ghế của nó rất là thoải mái luôn và không bị bí bách một tí nào. Chân để thoải mái và không bị chật hẹp nhá, không bị bí. Và đặc biệt là chiếc xe này là một chiếc xe rất là rộng luôn. Đây các bác nhìn hàng ghế đằng trước này. Đấy, thoáng đãng rộng rãi, điều hòa mát lạnh nhá. Em này là điều hòa mát, tất cả các chức năng là hoạt động hoàn toàn bình thường. Và ghế của xe là da zin nguyên bản toàn bộ luôn. Đấy, bên em thì nói chung là có sao bán vậy thôi. Đấy, chất xe thì còn nguyên. Và đây là một chiếc xe bản 6 túi khí, có túi khí rèm còn nguyên này. Túi khí ở đằng trước và túi khí ở trên cái mang ghế này là còn nguyên. Đây này, có túi khí này. Đấy, da của xe là đều xịn sò nhá. Và em này thì bản lề các thứ của xe là còn nguyên. Em thì em bán mộc thôi, có sao bán vậy. Và những cái dòng xe như thế này thì cũng là một cái dòng xe mà bán rất là chạy tại thị trường Việt Nam. Đấy, vừa đi nó vừa đầm chắc và giá nó rất là hợp lý. Các bác mua những chiếc xe này thì các bác chỉ cần bỏ ra cái số tiền là rơi vào tầm khoảng loanh quanh 100 triệu, hơn 100 triệu là các bác đã sở hữu được những chiếc xe này rồi. Mình vừa đi gọi là tránh mưa tránh nắng, mình vừa gọi là đi là mưa không đến mặt, nắng không đến đầu. Và rất là tiện lợi luôn, an toàn, bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình. Đấy, còn nói chung về chất xe thì những cái dòng như thế này thì độ bền của nó thì đã chạy rất là nhiều năm rồi. Và lại được bảo dưỡng định kỳ. Thế nên là cái độ bền của những chiếc xe này theo thời gian thì cứ yên tâm là không phải nghĩ nhá. Mà xe Mỹ thì các bác biết rồi. Đấy, sơn sườn của nó còn đẹp như này đây. Và tất cả các cái phần tôn cánh thì rất là dày. Cách âm chống ồn của xe thì cực kỳ tốt luôn. Em này thì nó mở cốp bằng điện. Đây này, mở cốp bằng điện này. Đấy, mình chỉ cần ấn đây thôi là cốp nó sẽ mở ra. Rất là hiện đại luôn các bác ạ. Vâng, mà đời này thì là 2005 nên là mức tiêu thụ nhiên liệu của những chiếc xe này nó chỉ rơi vào tầm khoảng 10 lít đấy nha các bác nhá. 2005. Đấy, form mới, đèn hai vạch, xe còn rất là cứng luôn. Chỉ keo cốp và cánh của xe là còn nguyên. Và em này thì đảm bảo cho các bác là không có đâm đụng tai nạn ngập nước nhá. Đấy, các bác có thể là kiểm tra check hãng test thoải mái luôn. Đấy. Cái chỗ này thì hơi bẩn một chút này. Đấy, nhưng mà được cái lòng cốp là không có mục mọt. Đấy các bác nhìn này. Và bộ lòng cốp là không có mục mọt, sơn sườn sắt xi là rất là ok. Và những cái mép máng này là không có bị han mục nhá. Đấy, bên này cũng thế này. Và bộ các cái phần lòng máng hai bên của xe là còn nguyên. 2005. Và bên Nam Vũ Duy Auto thì đang bán chiếc xe này với cái giá là con này là 109 triệu đồng các bác ạ. Đấy, gương điều chỉnh điện các thứ là có hết. Đấy, đấy, gương điều chỉnh điện này hoạt động hoàn toàn ok. Đấy. À, cái này em sẽ kiểm tra lại. Vâng. Cái nút gương chỉnh điện này này em sẽ kiểm tra lại ạ. Vâng. Còn bản lề các bác nhìn này. Đấy, bản lề của xe nó còn nguyên như thế này đây. Nói chung là các chức năng của xe thì hoạt động hoàn toàn bình thường. Đấy. Còi to. Đấy. Và máy thì em đang cho nổ. Vâng. Con này thì được cái là máy rất là khỏe và êm luôn. Động cơ máy V6. Đấy. Mức tiêu thụ nhiên liệu rơi vào tầm khoảng 9 lít đến 10 lít trên 100 cây thôi. Vâng, trên 100 cây. Và đấy các bác nhìn nè. Đấy, động cơ Duratec V6 nhá. Máy khô ráo sạch sẽ và không có lỗi lầm. Đấy, khô này, em mở này cho các bác xem. Không có hơi thừa hơi khói luôn. Đấy các bác nhìn nè. Không có một chút hơi thừa hơi khói nào luôn này. Đấy, máy rất là khô nhá và khô sạch sẽ. Dòng này thì nói chung là đi thì rất là ổn định luôn. Và máy thì thêm có cái là quạt gió này. Quạt gió nó kêu là do là thời tiết nắng nóng, mình để như thế này thì nó sẽ kiểu gì nó cũng sẽ hoạt động nâng công suất lên. Đây, đây em sẽ tắt quạt gió đi để các bác nghe tiếng máy nhá. Đấy, bác nào mà tinh ý là nghe là gần như là không có tiếng máy tí nào luôn. Đấy các bác thấy chưa? Vâng, máy cực kỳ êm nhá, khô sạch luôn. Và không có tiếng máy luôn. Cái tiếng vừa nãy là tiếng quạt gió. Do là mình bật điều hòa thì cái quạt gió này nó sẽ lên thì nó sẽ hơi kêu một chút thôi. Nhưng mà tiếng máy của con này thì yên tâm là tròn tiếng và cực kỳ êm, gần như là không nghe tiếng nào. Đấy, ắc quy là dày. Con này ắc quy thì cứ để thoải mái, không phải nghĩ ngợi nhá. Và tất cả những cái phần đầu xăng, đầu sườn này của xe là còn nguyên này. Đấy các bác nhìn nào. Đấy.
Còn keo chỉ cabo thì cũng bao chuẩn chỉ cho các bác nhá. Đấy, xe là không có đâm đụng, không đâm đụng này, không ngập nước, không phạt nguội, pháp lý rõ ràng, hồ sơ giấy tờ đầy đủ. Bên em thì xe là bán rất rõ ràng luôn, có sao bán vậy nhá, chuẩn chỉ luôn và không hề lỗi lầm. Đấy các bác nhìn ạ, vâng, và khoang máy con này đây, kể cả những cái phần lưới tản nhiệt của phần mặt trước này là không hề có bị lỗi lầm gì. Đấy, xe còn rất là cứng luôn, chất đẹp, xe ngon và giá thì rất là hợp lý nhá. Em này thì em đang bán cái giá là chỉ có 109 triệu đồng thôi, dành cho các bác nào yêu một chiếc xe đến từ thương hiệu của Mỹ. Và cái dòng xe Ford Mondeo cũng là một cái mẫu xe hạng sang, thời xưa là nó đã sánh ngang với những chiếc Camry rồi. Và Ford vẫn là một cái dòng xe đẳng cấp nhá. Để các bác mua những cái chiếc xe này đi lại thì rất là yên tâm và an toàn. Lốp 205-55 la răng 16, toàn bộ dàn lốp của xe thì tầm 60%. Nói chung là các bác về không phải thay thế lốp, và lốp thì vẫn còn rất ok, la răng đẹp, sạch sẽ, ngon lành, và gần như là cua lốp là không có mục mọt. Còn gầm bệ của xe thì chắc chắn cho các bác là không có han mục nhá. Đây các bác nhìn này, gầm này, gầm đẹp và không có han mục tí nào luôn. Đấy, đấy, bác nào mà thích quan tâm đến cái mẫu xe Ford Mondeo mà muốn mua một chiếc xe đẹp như thế này thì alo ngay cho em nhá. Nói chung là con này về tránh mưa tránh nắng thì rất là hợp lý luôn, giá tiền chỉ ngang bằng một chiếc xe SH thôi. Nhưng mà các bác có một chiếc xe rộng rãi chở 5 người đi thoải mái, độ bền thì khỏi phải chê, và giá tiền thì cực kỳ thơm. Đấy, nội ngoại thất tất cả các chức năng của xe là hoạt động hoàn toàn bình thường, và xe thì cam kết là đảm bảo cho bác là không có lỗi lầm đâm đụng. À các bác nhìn này, đấy, kính là dán phim cách nhiệt, gần như là chả nhìn thấy cái gì bên trong. Đấy, hoạt động hoàn toàn ok hết nhá, kính là đóng hết lên rồi. Và như những chiếc xe như thế này thì bên em đang bán cái giá rất là thoải mái, hợp lý cho mọi nhà. Nên là bác nào mà yêu thích cái dòng này thì các bác cứ qua cửa hàng xem xe trực tiếp luôn, lái thử và trải nghiệm. Còn các bác ở tỉnh xa thì các bác cứ đặt cọc cái là em vận chuyển xe đến tận nhà cho các bác. Đấy, máy ngon, xe cứng, điều hòa mát, tất cả các chức năng là bình thường, và bao cam kết không lỗi lầm, bao chuẩn chỉ cho các bác luôn nhá. Đấy, các bác nào yêu thì mời các bác qua xem xe trực tiếp. Ngồi lái con này thì được cái là sướng, rộng, nó đi nó đầm chắc, nó không bị ồn. Cái độ cách âm chống ồn của xe thì lại cực kỳ tốt. Đấy, những cái dòng xe hạng sang này bao giờ cách âm chống ồn nó rất là tốt luôn, chứ không bị như là những cái dòng xe tầm thấp, gọi là những cái dòng xe phân khúc hạng A hoặc hạng B ấy, thì đi nó cách âm chống ồn nó rất là kém. Nhưng mà những cái dòng như thế này thì em đảm bảo các bác là không bao giờ phải suy nghĩ, bảo dưỡng định kỳ thường xuyên thì cứ chạy phà phà luôn. Đấy, xe chạy 22 vạn nhưng mà vẫn còn rất là chất, và chạy đường trường thì cực kỳ sướng luôn. Dòng này các bác cứ đảm bảo là về là yên tâm là chỉ việc chạy nhá, bảo hành bảo dưỡng đảm bảo thoải mái luôn. Con này thì bên em vẫn bảo hành là cho các bác là 1 năm luôn. Vâng, thoải mái cho các bác đi lại. Đấy, yên tâm mua một chiếc xe vừa ngon vừa bổ vừa rẻ. Và xe thì đang có mặt ở quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng. Đấy, bác nào mà yêu thích cái dòng xe Ford Mondeo này thì alo cho em nhá. Con này thì điểm trừ là gọi là xe nó hơi cũ một tí thôi. Còn điểm cộng đó là độ bền, cũng như là cách âm chống ồn, cũng như là tất cả những cái ưu điểm của dòng xe Mỹ thì đây là một chiếc xe tuyệt vời. Điều hòa mát, máy ngon, xe cứng và không hề có lỗi lầm, không đâm đụng nhá. Đấy, cảm ơn các bác nhá, và rất vui khi được các bác có những chiếc xe vừa rẻ vừa ngon tại em Vũ Duy Auto. Xin chào tạm biệt. Con này đi chạy rất là sướng luôn các bác ạ. Đấy, xe đi đầm chắc mà không hề có những hiện tượng nhau lái hay gì cả. Hệ thống lái rất là ok, xe sạch sẽ, ngon lành, cành đào. Cảm ơn các bác nhá, xin chào tạm biệt. Vũ Duy Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.